Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số bài tập phương trình mũ và phương trình logarit kết hợp giữa tư duy tự luận và kỹ thuật Casio. Chúng ta đi vào câu số 13. Ở câu số 13 này, nếu chúng ta đơn thuần chúng ta chỉ dựa vào kỹ thuật Casio thì chúng ta sẽ không thể nào giải quyết nhanh bằng chúng ta kết hợp giữa tư duy tự luận. Chúng ta bắt đầu câu 13 như sau. Tìm M để phương trình log bình x trừ m cộng 2 log x cộng 3 m trừ 1 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 sao cho tích x1 x2 bằng 2 7 và ở đây đều là cơ số 3 với 4 đáp án a b c d. Chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là thay m lần lượt vào phương trình, sau đó chúng ta nhẩm nghiệm ra và xem thử là giá trị m nào nó thỏa mãn. Nhưng khi chúng ta thế lần lượt m vào mỗi phương trình thì ta phải chờ đợi máy tính nhẩm nghiệm khá lâu, thì chúng ta có thể làm theo kiểu tự luận như sau. Nếu chưa quen, chúng ta có thể đặt t là bằng log 3 x thì ở đây nó sẽ thành t bình trừ m cộng 2 t cộng 3 m trừ 1 bằng 0. Khi chúng ta đã quen thì chúng ta không cần phải đặt t và chúng ta xử lý trên cái phương trình theo logarit cơ số 3 của x. Yêu cầu bài toán là có hai nghiệm phân biệt x mỗi thai, nhưng phương trình của chúng ta là phương trình theo nghiệm t. Thì từ giả thiết x1 nhân cho x2 bằng 27 thì chúng ta chuyển về dữ kiện theo t bằng cách chúng ta có thể lấy logarit cơ số 3 hai vế. Logarit cơ số 3 của 27 là bằng 3. Thì từ đây chúng ta có được là log 3 của x1 cộng cho log 3 của x2 sẽ bằng 3. Giống như nghiệm là t1 cộng cho t2 bằng 3. Ở đây chúng ta có điều kiện ban đầu của x là x dương. Bây giờ bài toán đã trở nên đơn giản hơn khá nhiều. Từ bài toán xác định m để phương trình có hai nghiệm x mũi 2 thỏa tích bằng 27, chúng ta đã chuyển về bài toán xác định m để phương trình có hai nghiệm t1 t2 sao cho tổng bằng 3. Bây giờ việc chúng ta thế từng giá trị m vào phương trình bậc 2 theo t này, chúng ta sử dụng mod 5. Chúng ta bấm máy, khi nào phương trình có hai nghiệm tổng bằng 3 thì chúng ta nhận. Ngoài ra, bởi vì đây là tổng, chúng ta có thể sử dụng định lý Vx. Tổng là bằng trừ b chia a và tích là c chia a, thì chúng ta suy ra ngay là m cộng 2 nó sẽ bằng 3. Suy ra m bằng 1. Đây chính là đáp án C. Nếu câu 13 này chúng ta đơn thuần chúng ta chỉ sử dụng Casio thì không thể nào nhanh bằng chúng ta giải quyết bằng tự luận như thế này. Tương tự câu số 14, các em có thể là dừng video và chúng ta thực hiện. Lưu ý, dù chúng ta làm sai nhưng vẫn có đáp án để chúng ta lựa chọn, và câu số 14 này đây chính là đáp án A. Bên cạnh cách làm tự luận thông thường, chúng ta cũng không thể phủ nhận máy tính Casio chúng ta giải quyết nhanh một số bài toán. Ví dụ như câu số 16 chẳng hạn, tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng 1 chia x cộng loga nơi b của x trừ 3 x bình tại điểm có hoành độ x rô bằng 1 có hệ số góc là. Thì chúng ta nhớ rằng hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm x rô đó chính là f'x rô. Thì chúng ta sẽ sử dụng Casio, chúng ta tính nhanh như sau. F' như vậy chúng ta sử dụng tính năng tính đạo hàm tại điểm. Ở đây chúng ta nhập vào 1 chia x cộng lnx trừ 3x bình
ta đếm x bằng 1. Như vậy có ngay đáp số là trừ 6. Xem nè. Như câu số 16 này, chúng ta không nên tính đạo hàm và chúng ta thay giá trị 1 vào. Như vậy nó rất mất nhiều thời gian. Trước khi vào ví dụ theo, chúng ta có thể click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả, cũng như là có thể truy cập vào kênh YouTube Toán Cấp 3 để xem thêm những video phù hợp với mình. Chúng ta quay lại câu số 15. Chúng ta qua câu số 15. Cho hàm số y bằng ln 1 chia cho 1 cộng x, yêu cầu cho tính đạo hàm và kiểm tra xem thử lại cái đẳng thức nào đúng. Thì ở đây hoàn toàn chúng ta có thể tính đạo hàm khá đơn giản cái hàm số này, nhưng nếu chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta có thể sử dụng như sau. Ở đây đáp án A và C có nét tương đồng với nhau, đều là x nhân cho y phẩy, một cái là trừ 1, một cái là cộng 1. Đáp án B, D có nét tương đồng nhau. Như vậy chúng ta có thể là sử dụng máy tính, chúng ta kiểm tra một lần hai đáp án AC hoặc là BD. Đầu tiên, thầy sẽ kiểm tra AC trước. Chúng ta nhập vào x nhân cho y phẩy. Chúng ta nhập ở đây là x bằng x. Tiếp tục, chúng ta sẽ đem trừ cho chúng ta đem trừ cho y mũ y. Nếu bạn nào nhận định được y mũ của ln thì nó sẽ là 1 chia cho 1 cộng x. Còn nếu ta không nhận định được điều đó thì chúng ta cứ nhập vào là y mũ ln. Như vậy ở đây y mũ ln nó chính là 1 chia cho 1 cộng x. Chúng ta gọi x bất kỳ để chúng ta kiểm tra. Lưu ý, khi chúng ta gọi nó phải đảm bảo là những cái biểu thức tính của chúng ta nó có nghĩa. Ví dụ, thầy có thể gọi x bằng 2. Đáp số là trừ 1. Như vậy đây chính là đáp án C. Bởi vì x nhân cho y phẩy trừ y mũ y bằng trừ 1. Như vậy nếu nó ra số 1 thì đó là đáp án A. Nếu A, C không phải thì chúng ta sẽ kiểm tra B, D cùng một lúc. Như vậy chúng ta có ngay đáp án C. Chúng ta tiếp tục. Câu số 17. Xác định tất cả các giá trị của M để hàm số y bằng ln x bình trừ 2m x cộng 4 có tập xác định D bằng R. Bài này chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng máy tính để chúng ta kiểm tra. Nhưng mà với bài đơn giản như thế này thì chúng ta có thể làm nhanh như sau. Theo yêu cầu bài toán, tức là x bình trừ 2mx cộng 4 nó phải là lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Nó sẽ tương đương ở đây là a dương, tức là một dương, và cái thứ hai là delta sẽ âm hoặc là delta phải âm. Thì một dương, điều này hoàn toàn đúng, delta phải bé hơn không, delta phải là b phải bình trừ ac, tức là m bình trừ 4 nó phải bé hơn 0. Từ đây chúng ta thấy ngay là m nó sẽ thuộc vào khoảng là từ trừ 2 đến 2, thì có ngay đáp án D. Và câu số 17 này chúng ta không có nên sử dụng máy tính, dù rằng chúng ta có thể sử dụng máy tính chúng ta kiểm tra được, nhưng mà khi đó chúng ta phải kiểm tra lần lượt cả 3 đáp án và sau đó chúng ta mới qua đáp án D. Trong khi chúng ta làm trực tiếp như thế này, chúng ta có ngay kết quả là đáp án D.
Chúng ta tiếp tục câu số 18. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 1 phần 2 mũ trị đối với x trên đoạn 0,3. Thì câu số 18 này thầy sẽ hướng dẫn cả hai cách. Cách thứ nhất, thực chất y bằng 1 phần 2 mũ trị tuyệt đối của x trên đoạn 0,3. Đây là cái đoạn này nó không âm, như vậy thật ra nó cũng siêu bằng 1 phần 2 mũ x trên đoạn. Thì chúng ta chỉ việc là tính đạo hàm y đạo hàm bằng 1 phần 2 mũ x nhân cho ln 1 phần 2. Và y phải nó bí hơn 0 với mọi x thuộc trong đoạn là từ 0 đến 3. Y phải âm dẫn đến hàm số nghịch biến. Hàm số nghịch biến thì lớn nhất tại 0 và nhỏ nhất là tại 3. Thì như vậy là lớn nhất nó sẽ bằng 1 và nhỏ nhất là bằng 1 phần 8. Thì đó chính là đáp án C. Chúng ta có thể sử dụng cách số 2 như sau. Nếu chúng ta không nhận định được trị tuyệt đối của x bằng x thì chúng ta sử dụng máy tính. Chúng ta sử dụng tính năng table. Chúng ta nhập vào xx. Ở đây là 1 phần 2. Mũ trị tuyệt đối của x. Đây chính là trị tuyệt đối. Bởi vì người ta yêu cầu tính giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất trên đoạn nó nhỏ, nên chúng ta có thể bắt đầu là từ 0, kết thúc là 3 và bước là 0,2. Nếu trên đoạn lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng bước 0,5 hoặc là bước là 1, nhưng cái mức độ chính xác nó không thể nào là bằng cái bước nhỏ. Chúng ta chuyển qua ý biết chúng ta xem. Như vậy hiện tại là giá trị x là 1, bắt đầu giảm dần và giảm đến 1/8. Như vậy lớn nhất là 1, nhỏ nhất là 1/8. Thì đó chính là đáp án C. Chúng ta qua câu số 19. Số nghiệm của phương trình là câu số 19. Đây là dạng vừa có loga mà vừa có x, và một số dạng là ví dụ như vừa có mũ mà vừa có x. Thì những dạng này nếu chúng ta làm tự luận thì đó gần như là nhẩm nghiệm và chứng minh một nghiệm hoặc là hai nghiệm. Thì ở câu số 19 này, nếu chúng ta tiến hành chúng ta nhẩm nghiệm ngay chúng ta chuyển qua tất cả sang với trái, trừ 6 cộng x xếp sau. Có nghĩa x bằng 5. Như vậy hiện tại chúng ta chỉ mới biết được có một nghĩa x bằng 5. Như vậy chúng ta cũng không dám khẳng định rằng cái phương trình này nó có một nghĩa khác nữa hay không. Chúng ta có thể kiểm tra như sau. Chúng ta chia cho x trừ đi lần nghiệm đó. Chúng ta tiếp tục nhẩm nghiệm. Ví dụ như thầy chọn là 1. Như vậy máy báo là không có kết quả.
thì nhiều khả năng cái phương trình này nó chỉ có một nghĩa là x bằng 5. Nhưng chúng ta cũng không dám khẳng định chắc chắn 100% là phương trình này nó chỉ có một nghiệm duy nhất. Đối với bài này, nếu có thời gian, chúng ta có thể tính đạo hàm ra. Chúng ta xem thử. Thầy đặt fx, nó chính là logarit cơ số 7 của x cộng 2. Thầy sẽ chuyển hết tất cả về phía trái, trừ 6 cộng x. F phẩy nó là bằng 1 chia cho x cộng 2, l là 7, trừ 6 đạo hàm bằng 0, ở đây là cộng, cộng 1. Như vậy là chúng ta thấy ngay là f phẩy nó lớn hơn 0 với mỗi x. X ở đây nó sẽ là lớn hơn trừ 2. X phẩy dương hoặc là x phẩy âm với mọi x thuộc trong khoảng D thì khi đó hàm số x nó chỉ có tối đa một nghiệm trong cái khoảng đó. Thì ở đây x phẩy chúng ta dương với mọi x lớn hơn trừ 2 thì cái hàm số x nó chỉ có tối đa một nghiệm, và chúng ta đã nhẩm được một nghiệm x bằng 5. Thì suy ra x bằng 5 nó là nghiệm duy nhất. Như vậy chúng ta có câu số 19, đây chính là đáp án B. Nếu không có thời gian, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio, chúng ta nhẩm nghiệm. Còn nếu có thời gian, chúng ta có thể tính đạo hàm như thế này. Và việc tính đạo hàm như thế này nó cũng mất khoảng mười mấy giây. Chúng ta qua câu số 21, yêu cầu xác định tập nghiệm của bất phương trình. Thì câu 21 này, câu 20, cái bất phương trình này nó hoàn toàn dựa trên phương trình ở câu số 19. Thì việc giải bất phương trình, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào việc giải phương trình, tức là đầu tiên là chúng ta đi tìm nghiệm, sau đó chúng ta lập bảng và chúng ta chia ra từng khoảng, chúng ta xét dấu. Như vậy câu số 20 này chúng ta có hai cách để xử lý. Một là chúng ta sẽ có một nghiệm x bằng 5, thì khi đó chúng ta sẽ đem chia ra thành các khoảng. Đầu tiên là trừ 2 đến 5. Trên mỗi khoảng nghiệm này thì fx nó chỉ mang một dấu duy nhất. Như vậy chúng ta chỉ cần sử dụng máy tính, chúng ta nhập vào hàm fx, đó chính là logarit cơ số 7 của x cộng 2 trừ 6 cộng x. Trên cái khoảng từ trừ 2 đến 5, thầy gọi vào số 3 chẳng hạn. Như vậy đây là âm. Như vậy ở giữa đây, nó sẽ mang dấu âm. Trên cái khoảng từ 5 đến dương vô cùng, thầy có thể gọi số 6 chẳng hạn. Thì ở đây là dương. Yêu cầu bài toán là fx bé hơn 0. Như vậy chúng ta chọn ngay, đây chính là cái khoảng từ trừ 2 đến 5, có đáp án D. Thì cách số 1 này, chúng ta việc đầu tiên chúng ta đi tìm nghiệm, sau đó chúng ta chia ra từng khoảng nghiệm,
Ở mỗi khoảng chúng ta chọn một cái trị, chúng ta thay vào x. Nếu x là dương thì đó là dấu cộng và x âm đó là dấu trừ. Yêu cầu bài toán là biết hay không, như vậy chúng ta chỉ việc là tìm dấu trừ là xong. Cách số 2, chúng ta sử dụng máy tính Casio. Khi đó chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt cả 4 đáp án và chúng ta có thể kiểm tra như sau. Chúng ta sử dụng tính năng mode 7. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào cái box phương trình này, chúng ta sẽ chuyển hết qua với trái logarit cơ số 7 của x cộng 2 trừ 6 cộng x. Chúng ta sẽ cho kiểm tra lần lượt. Ở đây chúng ta sẽ cho nó chạy là từ 0 đến 4. Bởi vì khoảng này nhỏ nên thầy có thể chọn bước 0,2 hoặc bước 0,5. Chúng ta kiểm tra. Tất cả các giá trị đều âm. Nhưng chúng ta cũng không thể khẳng định câu A là đáp án. Bởi vì chúng ta thấy nếu chúng ta so câu A với lại câu D thì thật ra câu D chính là tập nghiệm và câu A nó chính là một tập con. Thì đương nhiên những giá trị trong tập con này nó cũng sẽ đảm bảo là cái box phương trình đây nó đúng. Nhưng câu A chưa đủ. Thì câu A là chúng ta để đây chúng ta xem xét. Chúng ta qua câu B. Chúng ta sẽ cho nó chạy từ trừ 2 ở đây đến chưa vô cùng. Thì chúng ta có thể cho nó chạy đến khoảng 15, 20. Bước là 1 chẳng hạn. Máy tính báo lỗi bởi vì một số biểu thức tính nó chỉ tính cho chúng ta khoảng 18 đến 20 giá trị. Như vậy là từ trừ 2 đến 20, như vậy là hơn 20. Thì ở đây chúng ta có thể là kết thúc ít hơn, ví dụ là 10 hoặc là 15 chẳng hạn. Bước ở đây là 1 chẳng hạn. Chúng ta xem thử. Thì những giá trị ở trên này nó âm, nhưng mà khi x tăng lên, ví dụ như từ 6, 7 trở đi, thì cái thằng x nó bắt đầu là dương. Như vậy rõ ràng đáp án B đây là không phải. Thì đáp án B không phải thì dẫn đến đáp án C đây nó cũng sẽ không phải, bởi vì từ 5 đến vô cùng, trong khi giá trị là từ 6, 7, 8 trở đi thì thằng x nó đã là dương. Như vậy B, C chúng ta loại. Chúng ta kiểm tra đáp án D, trừ 2 đến 5, bước 0,5 chẳng hạn. Trừ 2 báo lỗi bởi vì trừ 2 nó không có nằm trong cái điều kiện xác định của mình. Tất cả các giá trị đều âm. Như vậy rõ ràng câu D đó chính là cái tập nghiệm của chúng ta. Câu E đây nó là một tập con tập nghiệm, như vậy câu E là chưa đủ. Thì câu 20 nó chính là đáp án D. Thì còn câu 21 và câu 22, chúng ta xem đó là bài tập về nhà chúng ta xử lý, và bài giải chi tiết sẽ được thực hiện ở video tiếp theo.